Sáng nay tại công viên sông hậu quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhóm hợp lực tại thành phố Cần Thơ tổ chức giải chạy bộ tiếp sức đường dài Ekiden, một hình thức chạy tiếp sức được khởi nguồn tại Nhật Bản. Với khẩu hiệu lan tỏa tạo tinh thần thể thao, giải năm nay thu hút 32 đội với 102 vận động viên đến từ An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ tham gia. Mỗi đội có 5 thành viên không kể tuổi tác gồm một vận động viên hạt giống, một vận động viên nữ và ba vận động viên bốc thăm ngẫu nhiên cùng tham gia chạy tiếp sức với cự ly 1.400m. Mỗi đội có hai lượt chạy, từng vận động viên chạy hết một lượt sẽ thực hiện nghi thức trao một tấm giải cho người chạy tiếp theo. Cứ thế tiếp tục chạy dòng thứ hai. Chung cuộc sau hai dòng, đội nào có số thời gian chạy ít nhất được công nhận thắng cuộc.